Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi xem cái suối nước nóng ở vùng Sâm Ngọc Linh. Cái suối này nó nằm sát ngay bên cạnh đường quốc lộ 40B đi qua thẳng Kon Tum. Đấy, đường đó là đi qua Kon Tum. Và đây là suối nước nóng, các bạn xem này. Bây giờ chúng ta sẽ vào xem cái suối nước nóng này nóng bao nhiêu độ. Những nằm gần đường này người ta chắc đồ đạc rất là nhiều. Đây, suối nước nóng. Tên của nó là suối nước nóng Tắc Tố. Theo tiếng của đồng bào dân tộc ở đây là Tắc là nước, Tố là nóng. Và cái ngôi làng ở sát đây cũng gọi là làng Tắc Tố. Đây, bây giờ chúng ta sẽ vào xem. Rất nóng. Ồ, cái mùi lưu huỳnh rất nhiều các bạn ơi. Bốc khói này, các bạn thấy bốc khói không? Đây. Nước này nó chảy ra từ trong lòng đá luôn. Từ ngàn đời nay vậy. Nè. Chảy ra là rất có mùi lưu huỳnh. Khó chịu. Mùi hôi hôi. Đây các bạn thấy lưu huỳnh nó đỏ luôn, suối luôn. Nước này, đặn xuống đây. Bốc khói. Buổi sáng tinh mơ là khu này nó mù sương rất là nhiều. Nè. Nước rất nóng. Phải cẩn thận không là bị đảm lằn. Nè. Khói các bạn thấy khói bốc lên nha. Trên đỉnh này là không có gì hết, những bụi lau lách bình thường. À, dưới này là có một dòng nước tuôn ra rất là đẹp. À. Nước chảy rồi nè. Thấy đấy. À, đã có một bạn ếch. Ồ, nóng quá các bạn ơi. Nóng quá. Đây. Một quả ếch đã bị dòng nước nóng lục chín luôn. Giờ đây là một quả ếch. Đây các bạn thấy chưa? Đây. Chín mướp luôn. Rất nóng. Tuy là nước nóng nhưng mà vẫn có những cây hoa rau muống này. Các bạn thấy rau muống vẫn nở hoa đồng hồ. Còn có sự sống sót bên dòng suối nước nóng đây. À, đây là nước nóng này. À, các bạn thấy đấy, đây là những ống nhựa được người dân ở sinh sống ở xung quanh cái suối nước nóng này để dẫn nước về. Người ta dẫn cái nước nóng này về để mà dùng cho việc sinh hoạt hàng ngày. Như vậy là tiết kiệm, là không phải dùng máy nước nóng như dưới những vùng khác. À, người ta dùng rồi đấy. À, dẫn về nhà. Đấy, nhờ ngồi kia. Đấy. Rất là tiện lợi. Vì ở trên này là vùng trồng cây sâm Ngọc Linh cho nên là rất lạnh. Nhiệt độ là bình thường là vào mùa hè là khoảng ban ngày khoảng 22 độ thôi. Mùa đông là có những năm nó xuống đến 5-6 độ C là rất lạnh. Nên dùng cái nước nóng này để mà tắm rửa, giặt giũ rất là tiện lợi. Không phải tốn kém bất kỳ một cái chi phí gì mà để làm cho nguồn nước nó nắng hết. Đây là nước nóng tự nhiên. Các bạn thấy đây. Nè.
Bây giờ để kiểm tra cái nhiệt độ trên cái suối nước nóng này bao nhiêu độ thì chúng tôi sẽ thực hiện một cái thí nghiệm. Bây giờ trên tay tôi đây là cái nhiệt kế. Nhiệt kế bây giờ là 26 độ. Do là bây giờ trời nắng, nãy giờ bỏ ngoài nắng nên là 26 độ, chứ bình thường ở đây là 22 độ thôi. Đấy, nhiệt kế. Bây giờ chúng ta sẽ trèo lên ngay cái đỉnh nơi mà xuất phát cái nguồn nước nóng ra để xem thử nhiệt độ trên đó là bao nhiêu. Và chúng ta sẽ đi. Chúng ta phải dùng cái thon để leo lên nhanh để đỡ nóng. Bây giờ chúng ta trèo lên. Kiểm tra trên đó là bao nhiêu độ bằng cách là chúng ta phải bỏ cái nhiệt kế xuống dưới nước. Như vậy là chúng ta phải kiểm tra được nhiệt độ tặng nơi nguồn nước vừa trồi lên khỏi mặt đất luôn. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên đó. Đây các bạn thấy đây, nước chảy này. Đây, xoáy nghi ngút. Đây, đây là nơi nó chảy ra này. Duy nhắc chỗ khe đá này, cái cây là những tảng đá lớn này, không có gì hết. Mầm sống còn hiện hiện ngay chỗ khu nước nắng này. Rái, lách, lao. Đây, các bạn thấy đẹp chưa? Khói bốc lên đấy. Các bạn thấy này, khói lên đây. Tuyệt đẹp. Buổi sáng tinh mơ là khu vực này là khói là mù kín luôn, không thấy đàn. Chỉ cần đến với vùng thủ phủ Sâm mà hành trình lên Tây Nguyên thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cái suối nước nóng này. Đây, khu vực trồng sâm là trên dãy núi Ngọc Linh này, các bạn thấy chưa? Đây, đây là một trong những cái địa phận của xã Trà Nam, huyện Nam Trà My. À, trên cái khu vực đó là có cái tre khổng lồ mà tôi đã làm clip cho các bạn xem ở kỳ trước. Đấy, và người dân có trồng sâm từ những cái rừng già như vậy. À, và đây là đường. À, các bạn thấy chưa? Nếu các bạn có điều kiện đi ngang qua đây thì hãy dừng chân lại để mà chiêm ngưỡng cái suối nước nóng này. Bây giờ chúng tôi đang đứng đây nhưng mà hơi nước bắt lên là ướt hết cả người rồi. Đấy. Vâng, thưa các bạn, để bây giờ xem thử cái nước này nó nóng có luộc được trứng hay chín hay không, chúng tôi sẽ làm một cái thí nghiệm là cho trứng vào, trứng gà. Cho trứng vào túi lưới và chúng ta thả vào trong cái túi này, nước nóng này. Đấy. Thì chúng ta sẽ cho 10 quả trứng gà vào. Khói bốc nhiều các bạn ha, khói bốc quá, khói quá nhiều. Rồi bây giờ ta cột lại, cột một cái dây nữa để chúng ta dễ xách lên, để lên lên nữa là nó sẽ đang chuẩn bị. Chúng tôi được cột cái dây, cột lại chưa ở đầu dè ra mãi cho các bạn dễ xách lên các bạn ha. Lúc đó chúng ta không thể thò tay xuống được, nó sẽ thực ra. Đã không bỏ cục đó vào cho nó nặng cái này nữa. Rồi. Đây. Rồi. Chúng ta sẽ cột cái dây. Bây giờ chúng ta sẽ cột cái dây nhà lưới và chúng ta sẽ thả xuống. Và các bạn xem nhé. Đây. Các bạn. Chị tới bên kia. Đứng dậy đây. Nắm cái cà lóc này. Cà lóc trước này đó. Cẩn thận nghe. Đây chúng ta là phải
Đây, chúng ta sẽ cho xuống đó. Không, để ngay chỗ mà nước nó chảy xuống luôn. Để ngay chỗ khu vực nước chảy xuống luôn. Để đây. Đây. Chúng ta phải để đây. Ngay nơi nước chảy xuống. Xem thử. Rồi cái da nó chụp lắc mà chụp lắc là được. Các bạn nghe, bây giờ chúng ta sẽ luộc trứng bằng dòng nước nóng này để xem thử trứng của nó có chín hay không. Đây, nó chạy lên đây. Luộc ngay nơi đầu nguồn nó chạy xuống luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi xem nhé. Bây giờ để kiểm tra cái nhiệt độ của dòng suối này là bao nhiêu. Thì lúc nãy chúng ta đã thực hiện một cái thí nghiệm, đó là bỏ cái nhiệt kế xuống. Và bây giờ nhiệt kế chúng ta sẽ lấy lên và kiểm tra thử bao nhiêu độ. Đây, chúng ta lấy nhiệt kế lên đi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ mở ra xem bao nhiêu độ. Bao nhiêu độ vậy? Bao nhiêu độ? 108 độ hả? 90 độ, 100 độ, 100 độ. 100 độ C các bạn ạ. Đây là nhiệt kế này, nhiệt kế thì cơ đồng hồ này. Các bạn thấy chưa? À, bây giờ mở ra xem cho nó thấy mù quá. Các bạn thấy không? Rất là nóng. Giờ chúng ta sẽ mở cái nhiệt kế ra. Nóng quá. Rồi bây giờ chúng ta đưa lại đây cho khán giả xem. Đây các bạn thấy chưa? Đây là cây kim chỉ nhiệt độ này. Nó chỉ là 100 độ C đã vượt qua mất rồi. Ồ, cái nhiệt kế rất là nóng. Độ ẩm bây giờ là chỉ có 42 độ ẩm thôi. 42 độ. Đây nhiệt độ thế này này. Và như vậy các bạn đã thấy suối nước nóng ở huyện Nam Trà My, vùng sông Ngọc Linh rất là nóng. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ cho trứng. Khoảng chúng ta thực hiện trong vòng 5 phút nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ chờ và kiểm tra xem thử trứng luộc ở dòng suối này có chín hay không.
Sau khi thấy thời gian 5 phút lục thử trứng gà, 10 quả trứng gà ở trên đầu nguồn của cái suối nước nắng, bây giờ chúng ta sẽ đem xuống và kiểm tra xem là trứng có chín hay không. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nhé. Rất là nguy hiểm, trên đó rất là trơn trượt và nám nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đập trứng các bạn nhé, đập trứng xem trứng thế nào. Hy vọng là trứng sẽ chín các bạn nhé. À, trứng đã bể, một số trứng đã bể. À, bây giờ chúng ta sẽ đập thử quả trứng ra nhé, để kiểm tra thử nó có chín hay không với nhiệt độ của suối nước nắng này. Đập đi, 2, 3 đập đi. Chín không? Hồng đầu. À, trứng chín hồng đầu các bạn ơi, hồng đầu. Ngon. Quá trong đó nè. Đây các bạn thấy đây, trứng đã chín như vậy, ở mức độ hồng đỏ thôi chứ không có chín cứng luôn. Ngon không? Ngon. Ngon. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đập tiếp. Của thay của mà nứt rồi thế nào? Lựa của nứt á. Đấy. Của này bị nứt này. Cũng hồng đầu, trứng chín hồng đầu. Hồng đỏ cứng lắm, chắc chín trong đỏ thôi các bạn ơi. Nám nám. Chín chín trong đỏ trước rồi mày. Chín trong đỏ trước. Đấy, như vậy các bạn đã thấy trứng đã lục với cái đầu nguồn suối nước nắng thì đã chín, nhưng mà khoảng cỡ 70% thôi chứ không có chín như chúng ta lục ở trên bếp ở nhà bình thường. Vâng, như vậy là các bạn đã vừa thấy chúng tôi thực hiện cái đo nhiệt độ cũng như là lục những quả trứng này. Nếu các bạn có điều kiện đến tham quan vùng thủ phủ Sông Ngọc Linh thì hãy ghé lại cái suối nước nóng Tắc Tố tại xã Trà Dông, ngay trên trục đường quốc lộ 40B đi ngang qua địa phận tỉnh Kon Tum và tỉnh Quảng Nam nhé. Và bây giờ xin chào tạm biệt.